Tiểu đoàn Phòng hóa 20 Bộ Tham mưu Hải quân có nhiệm vụ bảo đảm phòng hóa cho Sở Chỉ huy Quân chủng, làm nòng cốt huấn luyện phòng hóa cho các đơn vị trong toàn quân chủng, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống địch sử dụng vũ khí hủy diệt, xử lý môi trường và khắc phục các sự cố hóa học cho các cơ quan đơn vị. Thời gian qua, Tiểu đoàn Phòng hóa 20 đã có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện. Đeo mặt nạ, đi găng tay. Bộ trang phục phòng hóa đặc chủng có chất liệu giống như cao su, giúp quân nhân cách ly gần như hoàn toàn với môi trường không khí bên ngoài. Khí oxy để thở được cung cấp qua mặt nạ. Mỗi lần huấn luyện như thế này, nếu tính cả khí tài và mặt nạ, thì mỗi cán bộ chiến sĩ đại đội 1 tiểu đoàn phòng hóa 20 phải mang trên mình 5 kg. Thực hiện nội dung huấn luyện chạy bộ trên quãng đường 3 km là một thử thách không hề nhỏ. Với cái nắng bây giờ hiện tại là khoảng 38 độ nhưng mà với cái đặc điểm đặc thù chuyên ngành phòng hóa thì chúng tôi vẫn quyết tâm để hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ. Thật thì nó chỉ hơi vất vả một chút thôi, đặc thù do thời tiết nó nắng nóng nhưng mà mình tự hào là bộ đội hóa học nên là mình rất là quyết tâm. Trong cái thời gian qua thì đơn vị duy trì và thực hiện có cái nền nếp công tác huấn luyện, đặc biệt là rèn luyện cái sức chịu đựng của bộ đội trong điều kiện sử dụng khí tài phòng hóa. Đối với thực hiện cái nhiệm vụ này thì đơn vị chúng tôi là thực hiện nhiệm vụ là thường xuyên. Khi huấn luyện trinh sát phóng xạ, trinh sát viên phòng hóa phải cơ động đến khu vực nghi nhiễm, sử dụng các khí tài chuyên dụng, nhanh chóng xác định chủng loại, nồng độ, lấy mẫu và đánh dấu, khoanh vùng chất độc, khu nhiễm. Trên cơ sở đó, bộ phận tiêu tẩy sẽ tính toán lượng hóa chất khử độc, các loại khí tài cần thiết được sử dụng để tiêu tẩy, làm sạch môi trường. Đây là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu quyết định mức độ thành công trong mỗi nhiệm vụ của bộ đội phòng hóa. Vì vậy, công tác huấn luyện, rèn luyện luôn được cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đặt lên hàng đầu. Đã tổ chức cho đơn vị huấn luyện theo đúng mệnh lệnh và hướng dẫn của cấp trên, duy trì đúng các lề lếp chế độ trong ngày, trong tuần, đặc biệt là chế độ huấn luyện, tập trung vào huấn luyện chuyên sâu về chuyên ngành phòng hóa, rèn luyện thể lực, điều lệnh động tác cá nhân cũng như đội ngũ đơn vị sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi được giao. Trong chiến tranh hiện đại, địch có thể sử dụng vũ khí công nghệ cao, vũ khí hóa học có sức hủy diệt lớn. Vì vậy, tiểu đoàn thường xuyên tổ chức luyện tập cơ động lực lượng, triển khai phương án tác chiến phòng hóa trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, sát tình huống chiến đấu. Có huấn luyện sát với điều kiện tác chiến mới giúp cho các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hóa học 20 luôn thuần thục kỹ năng, xử trí tốt các tình huống, không bị động, bất ngờ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.